Rồi, mặt nó gỡ được rồi chứ em. Canh giờ đi chứ. Gỡ được rồi em. Quay hai cái video. Đứa mua đắp mặt là có trách nhiệm với cái mặt nó nha, canh giờ nha, chứ không phải đắp xong mà để nữa. Mặt nạ không có lưu lên da lâu được. Cứ vậy đi, cứ vậy. Đây.